Dãy nhà công vụ khang trang và ấm áp này là nơi sinh hoạt của hai mẹ con cô Hồ Thị Như Oanh cùng nhiều giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lập. Chồng là cán bộ đồn biên phòng A Lưới, thường xuyên phải xa nhà. Thế nên, cô giáo Oanh đành gửi con nhỏ ở nhà ngoại và hàng ngày phải vượt chặng đường 160 km cả đi lẫn về. Từ khi có nhà công vụ mới, cô Oanh cùng nhiều giáo viên khác đón con nhỏ lên để tiện chăm sóc. Có nơi ăn chốn ở ổn định, thấy cô giáo được tiếp thêm động lực để yên tâm bám trường, bám bản. Bản thân tôi thì cũng rất là vui khi mà được ở tại căn phòng nhà công vụ mới này, thì nó giúp cho tôi là an tâm hơn khi trong công tác cũng như là đảm bảo là cho tôi là chăm sóc con cái và các cái đồng nghiệp của tôi trong trường thì họ cũng cảm thấy yên tâm hơn để mà họ hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mình cũng như là công tác tốt tại cái vùng miền núi này. Ở các thôn bản, vùng sâu, vùng xa, nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Nơi đây, nhiều bà con dân tộc ăn chưa đủ no, nói gì đến việc quan tâm học hành của con trẻ. Do đó, suốt nhiều năm qua, để duy trì sĩ số, các giáo viên phải đến từng bản thuyết phục phụ huynh cho con em họ trở lại trường. Trong hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo luôn động viên, hỗ trợ nhau để công tác dạy và học được tốt hơn. Trong nhà trường thì thường xuyên trao đổi với trong công đoàn, phối hợp với công đoàn thì thường động viên cho cán bộ giáo viên ở điểm trường xa từ cái chăn, cái màn cũng như các cái dụng cụ để phục vụ và sinh hoạt hàng ngày. Công đoàn cũng thường xuyên quan tâm để nhắc nhở để anh em làm sao chúng ta tạo cái mối đoàn kết sum vầy để chờ chúng ta phấn đấu cố gắng để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các mạnh thường quân, đặc biệt là chính quyền địa phương cũng như là phụ huynh học sinh, cho nên là đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng yên tâm hơn để bám bản, bám làng và tiếp tục mang con chữ đến với cho các em vùng sâu vùng xa. Và tôi cho rằng cái sự quan tâm này là điều mà chúng tôi rất là quý, bởi đây là động lực để cho đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa giáo dục huyện nhà phát triển một cách và bền vững. Ngày hiến trương nhà giáo 20 tháng 11 tại các bản làng xa xôi, món quà các em học sinh tặng thầy cô giáo không phải những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà là những bông hoa rừng. Với các thầy cô giáo ở vùng cao, chỉ cần các bạn nhỏ đến lớp thật chuyên cần, từng ngày tiến bộ đã là một món quà vô giá. Đó cũng chính là động lực giúp các thầy cô tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục vùng khó còn lắm gian nan này.